Hi, xin chào các bạn, mình là Nhân BB. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ok các bạn ơi, tiếp tục hành trình chơi game Free Fire Neo Rank huyền thoại của Nhân BB anh em ơi. Hiện tại thì tôi đang ở rank Bạch Kim 4, 5 sao. Chỉ còn một trận đấu nữa thôi, tôi sẽ lên được rank Kim Cương anh em ơi. Và hy vọng trận này tôi sẽ thắng các anh ạ. Và anh em ạ, để tôi sớm ngày Neo Rank huyền thoại để chơi đấu rank sinh tồn với các bạn. Ok các bạn nha, thôi không nói ninh tinh đến thuyền nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào game chơi luôn anh em nha. Ok. Ok các bạn ơi, hiện tại rank tử chiến của mình đang là Bạch Kim 4 5 sao. Chỉ cần một trận thắng nữa thôi là Nhân sẽ lên Kim Cương 1 anh em nha. Sắp lên rank huyền thoại rồi anh em ạ. Ok các bạn. Và sau khi lên rank huyền thoại, đương nhiên Nhân sẽ chơi đấu sinh tồn, điều mà tất cả anh em đều muốn. Mỗi Nhân là không muốn, vì Nhân chơi rất là gà. Trời ơi, Nhân này đấu rank sinh tồn nó phức tạp lắm anh em ạ. Anh em chơi nhiều mà tôi hay chơi tử chiến đi, tôi không quen sang đấu xanh sinh tồn đâu. Thề luôn, vào làm boss chứ mà cho mấy cái thanh niên ấy top 1 chứ mà anh em. Trời ơi, nói đùa vậy thôi, tôi vẫn đang cố gắng đấy anh em ạ, cố gắng tập chơi đấy. Ôi giời ơi, team bạn đi đường hành đông thế. Rồi. Đông thế bạn ơi, bạn đi đâu mà đông thế? Bạn đi đâu mà đông thế bạn ơi? Tuổi gì rồi ăn bánh mì anh em? Cứ bình tĩnh thôi. Gạt luôn anh em. Hôn và mông đít bạn này. Tuổi gì anh em? Không ai như còn một thanh niên chặn nhanh thế nhỉ? Chặn nhanh lắm, team bạn còn mỗi một người thôi anh em ạ. Thắng rồi, trận đầu tiên team tôi thắng anh em nha. Nói chung là trận đầu tiên mà thắng thì hơi bị phê, dễ chơi lắm anh em ạ. Sợ nhất là thua rồi, nhưng mà thua thì nó nghèo ấy, không tiền ấy. Mà thắng thì thôi, team bạn xác định đây rồi mà. Chạy đi đâu đấy các bạn ơi? Bạn chặn cho tôi cái luôn. Bạn chặn. Ui nó bớt gặp. Bạn chặn đi đâu đấy bạn này? Đó, bớt kill luôn. Yes, trận đầu tiên win anh em nha. Khả năng ván này tôi sẽ lên rank Kim Cương anh em ạ. Lên đấy, cứ tình hình vậy là ngon anh em ơi. Vừa lại đều được đọc bớt kill nữa chứ. Gắt thực sự anh em ơi. 400 hết tiền luôn anh em ơi. Hết tiền luôn, không có tiền mua súng đâu anh em ạ. Không sao, chiến luôn. Khẩu chim có kiến này mấy thanh niên bắn hay phết anh em ạ. Tôi bắn nó cứ gà gà có gì. Tôi súng nào vào tay tôi bắn cũng thành súng đèo hết anh em ạ. Thế nó mới chán như. Tập luyện như thế rồi bắn vẫn cứ gà như mình. Ngại lắm anh em ơi. Ngại lắm các bạn ơi. Đâu rồi. Dí luôn cả. Dí luôn anh em ạ. Rất tiếc là không phun đỏ anh em ơi. Rất ui xời đấy anh em thấy chưa, bắn nó phải gắt như thế. Nó vòng sau lấy súng của tôi bạn ơi, nhanh. Trời ơi, chậm thế nhỉ, bắn nó cứ phải một viên mà táo vậy, bắn nó mới gắt anh em ạ. Không chạy đi đâu được luôn. Rồi trận này team tôi lại thắng anh em nhá. Ui cái gì đây, công ẩu nha, cái tội công ẩu nha. Hay, cứu được không? Cứu được. Kia nó ra này, cơ hội. Easy game quá. Yes, hay. Em tôi chơi rất đồng đội nha. Thư baby. Ok anh em, chuyển tiếp nha. À trong lúc này các bạn rảnh tay kéo xuống cho tôi xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok. Ê, tôi không có xiên đâu. Không chơi vậy đâu anh em ơi, tôi nghèo lắm. Tôi có xiên đâu. Tí nữa thì ấn cho thanh niên kia các bạn ạ. Mình không có xiên một súng luôn. Không chơi bời gì luôn anh em ơi. Đau khổ ấy, cố lên. Ý bạn định chơi hai khẩu vector, ý bạn là ông mua cho tôi gánh team. Trời ơi, bạn ơi, tôi chơi gà nhưng mà tôi không để cho bạn bị khổ vậy đâu. Gánh tôi mệt lắm, không gánh đâu. Team bạn là gáy rất gắt. Team bạn đang gáy rất gắt anh em ơi. Nên. Úi giời ơi, thò cái mông đít là phát là nó cho ngay một viên vào táo luôn. Giờ bắn nguy hiểm lắm.
Giờ bắn, giờ team bạn bắn nguy hiểm lắm, không đùa đâu. Giờ team bạn bắn nguy hiểm lắm, không đùa đâu. Ôi, ngáo. Xử lý của ngáo đấy, chịu được anh em ạ. Xử lý của ngáo không chịu được. Bắn này lỗi tại tôi anh em nha, bắn này lỗi tại tôi, bắn này lỗi tại tôi, thua tại tôi. Xong, thua. Đâu hiểu kiểu gì. tập trung. Ai chơi cái gì có lỗi anh em. Lỗi là điều bình thường anh em nha. Hạ hết tiền mua súng rồi. Hạ hết tiền mua súng thịt rồi. Cay phải. Thanh niên này đang quá cay anh em ạ. Thôi rồi không sao, anh em đã thua đâu mà bạn cứ phải cay thế. Thanh niên đó rất cay cú anh em ơi. Anh em tập trung chơi nào. Trận này không thắng thì thua, lo gì đâu. Kìa rồi, kìa rồi. Tìm bạn mong đi gắt phết nhỉ. Đấy. Đạp bom à. Chết rồi, mà sao út. À. Ôi giời ơi, bắn vãi mà không hạ gục được nó. Thư bấy bỉ bắn gà vãi anh em ạ. Không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn anh em ạ, không ổn rồi. Tốt lắm rồi, toang rồi. Toang rồi, toang rồi. Xong. Ây chà. Anh em thấy team bạn bắn thế nào? Gà hay là bắn hay hay là bắn bình thường. Anh em bình luận bên dưới cho mình biết. Chứ mình thấy trận này mình bắn gà quá. Trận này lên rank kim cương mà mình bắn gà quá anh em ạ. Trận quyết định mà. Chưa nói nên là điều gì, vẫn chưa nói nên là điều gì anh em ơi. Thế mình có thanh niên chơi hai gẩu hạ. Đấy, vector. Anh em bám sát nhau đi nha. Nên ui, team mình có chơi vector nhiều. Map này chơi vector là hợp lý anh em nha. Tôi không có xiền nên tôi phải chịu thôi. Tốt. First blood. Ê, gắt tê nhỉ. Thanh niên kia đợt nào nó hạ gục mình. Cày quá. Tốt. Rồi. 1-3. 1-3 bạn. Bạn làm nên điều kỳ diệu đi. Thế chưa anh em. Thôi các bạn để tôi trận này tôi sẽ cố gắng nha. Cố gắng cố gắng làm cái điều gì đấy. Nhưng mà từ nãy giờ còn tim gánh thôi. Thế là lưu đầu. Anh em để tôi. Anh em cho tôi cơ hội đây. Ok, man. Trận này không thể để thua được anh em ạ. Trận này không thể để thua được. Cơ hội đến rank kim cương đi rồi anh em ơi. Lên. Công luôn em, team tôi chơi hổ báo. Cày thế kìa. Double kill. Cày thế nhỉ anh em ơi. Nó cứu được rồi. Này thì cứu đi. Mày giờ anh em ơi. Bây giờ tôi bảo rồi. Các bạn phải để cho tôi. Anh em phải tin tôi vào đây. Trời ơi thế chứ. Lên danh kim cương anh em ơi. Đấy, một trận đấu rất là phê luôn. Tuyệt vời ông mặt trời anh em nha. Nên danh kim cương một rồi, một sao. Ok, nó phải thế chứ. Wow. Rất vui khi được làm quen với các bạn.
Ok các bạn ơi, và cuối cùng thì mình đã lên được rank kim cương rồi anh em ạ. Còn một danh nữa thì cố gắng là lên huyền thoại rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đấu rank sinh tồn anh em nha. Và các bạn đừng quên hãy ủng hộ tôi bằng cách cho tôi xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân BB. Ok.